Chủ đề chính của ngày hôm nay em muốn được nói đến là về cái EIDL loan, hay còn gọi là Economic Injury Disaster Loan Assistance từ SBA. Thì trước khi được nói về EIDL loan, em xin được làm rõ các anh chị là EIDL loan và PPP loan là hai cái khác nhau. Mặc dù cùng là từ SBA, Small Business Administration đưa ra, nhưng mà nó lại khác nhau. EIDL loan thì các anh chị sẽ apply trực tiếp qua trang chủ SBA, sba.gov. Nhưng mà PPP loan thì các anh chị sẽ apply qua ngân hàng. Mặc dù cái tiền fund từ PPP loan cũng là từ SBA, nhưng mà SBA đã để cho ngân hàng process cái PPP loan này cho các anh chị. Nên là các anh chị chú ý là cái này là hai điểm khác nhau. EIDL loan là trực tiếp qua SBA. Thì trước khi được nói chính vào cái SBA hay còn gọi là EIDL loan này, thì em muốn nói đến là em nhận được rất là nhiều câu hỏi của các anh chị về cái EIDL loan trong đợt lần này, vì mình có nên apply không để được nhận được 1.000 đô từ những người có 1099. Thì đây chính là cái EIDL loan, đây không phải là PPP loan. Nên là các anh chị chú ý điểm khác biệt. Và điểm khác biệt giữa hai cái loan này là maximum loan amount của EIDL hiện tại là, hiện tại nếu mà các anh chị chỉ apply bình thường và đăng nhập vào portal của họ, thì cái số cao nhất mà các anh chị có thể được vay là 150.000 đô. Nhưng mà các anh chị có thể nộp thêm documents hay là request thêm loan để có thể vay được đến 2 triệu đô. Thì với cả EIDL loan và PPP loan khác nhau ở phần forgivable. Forgivable thì EIDL các anh chị chỉ được forgivable đến tầm 10.000 đô. Và EIDL loan thì các anh chị có thể forgive được 10.000 đô. Nhưng mà PPP loan thì mình có thể forgive được 100%. Tức là bao nhiêu mà các anh chị dùng hết trong PPP loan thì sẽ được forgivable. Và collateral tức là cái tài sản thế chấp. Nếu mà về EIDL loan và về PPP loan thì dựa vào cái số lượng mà anh chị muốn vay, nên là nó sẽ khác nhau, hoặc là nó sẽ không đòi collateral. Credit check thì credit check họ có làm credit check của các anh chị, và từ EIDL loan thì họ có run credit check của các anh chị, vì có một số người cũng có thư deny letter là vì credit của các anh chị quá thấp nên là họ không cho mình vay cái EIDL loan này. Nhưng mà về PPP loan thì thường là không có credit check, nên các anh chị không phải lo khi mà mình apply cho PPP. Và một cái điều ở đây mà em cũng muốn được nói đến là PPP loan này sẽ hết hạn ngày 30 tháng 6, nên là anh chị nào chưa apply thì nên apply sớm. EIDL loan thì họ vừa mở lại ngày 15 tháng 6, nên các anh chị vẫn còn thời gian để apply, nhưng nên apply sớm trước khi mà cái fund này nó run out. Về một phần khác nhau nữa giữa EIDL loan và PPP loan là mình có thể defer đến 12 tháng sau mới phải trả lại tiền. Tức là ví dụ như là tháng 6 này các anh chị nhận được cái tiền PPP hay là cái tiền EIDL loan này, thì đến tháng 6 năm 2021 các anh chị mới phải bắt đầu trả lại tiền EIDL và tiền PPP loan. Thì chỗ mà các anh chị apply thế nào, như em cũng đã vừa nói ở trên, thì là SBA hay còn gọi là EIDL loan thì mình apply qua SBA, và PPP loan thì mình sẽ apply qua ngân hàng. Cho cái loan term của SBA, cho cái loan term của SBA của EIDL loan thì sẽ là 3,75% trong vòng 30 năm. Nhưng mà loan term của PPP loan chỉ là 1% trong vòng 2 năm hoặc là 5 năm, tùy theo các anh chị lựa chọn. Và cái cách mà sử dụng EIDL loan và cách sử dụng PPP loan thì nó có khác gì nhau?
Cách sử dụng EIDL loan thì các anh chị có thể sử dụng cho Working Capital, còn PPP như cái tên gọi của nó, Paycheck Protection Program, thì mình dùng chủ yếu là cho payroll. Một phần nào đó các anh chị có thể dùng cho rent, utility và mortgage interest. Chú ý một cái ở đây là các anh chị không nên sử dụng, nếu mà cho những anh chị nào đã có được cả EIDL và cả PPP loan thì các anh chị không nên sử dụng cả hai cái loan này cho cùng một mục đích. Thì về EIDL loan em xin được nói lại một số cái quan trọng ở đây. Thì EIDL loan là thường là cho những cái khi mà mình có thảm họa thiên nhiên xảy ra. Thì vào ngày 13 tháng 3, EIDL tức là SBA đã cho ra đời cái EIDL loan này để hỗ trợ cho đợt COVID-19 lần này. Thì ngay từ đầu là EIDL loan hứa là mình sẽ cho 1.000 đô cho mỗi người làm W2 hoặc 1.000 đô cho cá nhân tự self-employed. Và sẽ deposit vào tài khoản các anh chị trong vòng 3 ngày. Nhưng mà điều này cũng là không đúng lắm. Trong đợt đầu tiên khi mà các anh chị apply cho EIDL loan vì thường họ phải chờ đến tận 1 tháng hoặc là 2 tháng. Nhưng mà hiện tại tuần vừa rồi em vừa apply cho một số người thì đã nhận được tiền trong vòng 3 đến 5 ngày. Đã nhận được cái loan advance, cái 1.000 đô này cho một nhân viên trong vòng 3 đến 5 ngày. Nên là hiện tại cái EIDL loan advance này họ xử lý rất là nhanh. Nên nếu mà các anh chị muốn apply thì nên apply nhanh chóng để có thể nhận được cái loan advance này. Và phần loan advance part thì em nghe thấy rất nhiều người nói là loan advance part có phải là grant không? Thì như em nói cái loan advance này thì là cái phần mà các anh chị không phải trả lại, nên là các anh chị có thể gọi cái loan advance này là grant. Vì các anh chị không phải trả lại cái số tiền này nên là các anh chị có thể sử dụng cái số tiền này với bất cứ một mục đích nào. Tuy nhiên là chỉ cái phần loan advance part này, phần 1.000 đô cho một nhân viên hay 1.000 đô cho một cá nhân self-employed, các anh chị có thể sử dụng bất cứ vào thứ gì mà không bị restrict và không bị có giới hạn. Thì với cái EIDL loan này thì dựa theo cái mà bọn em đã research, dựa theo cái mà bọn em đã tìm hiểu thêm thì cái EIDL loan này sẽ được forgivable khi mà các anh chị apply để được forgivable cùng với cái PPP loan cho những cái mà các anh chị cho những cái loan mà các anh chị nhận được giữa ngày 31 tháng 1 và ngày mùng 4 tháng 3, mùng 3 tháng 4 năm 2020. Và 10.000 đô này thì là tiền thì là cái phần 10.000 đô loan advance này, vì loan advance 10.000 đô là phần maximum thôi nhé. Vì mỗi nhân viên W2 là mình có thể nhận được 1.000, chứ không phải là mỗi contractor mình nhận được 1.000. Ví dụ cho những người anh chị issue 1099, anh chị issue 1099 cho 20 người hay 30 người thì anh chị để vào đấy là anh chị có 20 hay 30 nhân viên thì nó là không đúng. Vì 1099 không được consider là nhân viên. Nhân viên là chỉ là những người mà nhận được W2. Nên là cái và cho những anh chị mà có rất nhiều W2, các anh chị có đến 20, 30 cái W2 thì các anh chị vẫn sẽ chỉ nhận được 10.000 đô grant, vì đây là cái maximum mà họ cho mình. Bọn em thì khuyên là nên apply cho cái grant này. Nếu mà các anh chị rất cần, nếu nếu mà các anh chị cần cái loan, nếu như mà các anh chị không thể cần không cần cái loan mà chỉ cần cái tiền grant này thì cũng có thể apply, vẫn sẽ nhận được tiền, nhưng mà mình nên consider kỹ lưỡng, mình nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi mà mình apply cho cái phần loan advance này. Và ngay cả tại thời điểm bây giờ thôi, các anh chị có thể nghĩ là mình không cần cái số tiền vay này vì các anh chị đã được đi làm trở lại và các doanh nghiệp cũng hơi hơi chậm một tẹo thôi nhưng mà vẫn làm tốt, thì các anh chị có thể consider để vẫn lấy cái tiền loan này, vẫn lấy cái tiền 150.000 họ cho vay này, vì có thể là
cái này nó còn xảy ra trong tương lai, mình không thể nào mà biết trước được, nên là các anh chị có thể lấy tiền ngay tại thời điểm bây giờ, vì nếu mà nó xảy ra trong tương lai thì em cũng không chắc là liệu họ có còn trợ giúp nhiều như bây giờ không. Vì cái đợt đầu tiên mình rất là đang khủng hoảng, tất cả các thứ cùng shutdown, nên là chính phủ đã hỗ trợ rất là nhiều cho các doanh nghiệp nhỏ. Nhưng mà không biết tới thời điểm tiếp theo mà lại vào một cái đợt sóng thứ hai của COVID-19 này nữa, thì liệu chính phủ có còn ủng hộ cho các doanh nghiệp nhỏ, giúp đỡ các doanh nghiệp nhỏ như bây giờ không, thì không ai biết trước được. Nên là có thể nếu mà các anh chị có cơ hội mà đã lấy được cái loan bây giờ rồi thì nên nên cân nhắc để lấy cái loan. Thì cái loan term của cái EIDL, hay là còn gọi là Economic Injury Disaster Loan Assistance này, thì là 2 triệu đô và trả trong vòng 30 năm. Interest rate thì là 3,75%. Và cái payment đầu tiên như em cũng đã nói đấy, thì là 12 tháng sau ngày mà các anh chị nhận được tiền, hay là ngày các anh chị có trên cái promissory note. Thì loan security interest thì là gì? Thì ở đây họ sẽ lấy cái gì để làm collateral của các anh chị cho những cái loan mà trên 25.000 và nhỏ hơn 200.000 đô, thì họ có thể được chấp nhận, mà không phải thế chấp một cái tài sản cá nhân nào cả. Khi mà các anh chị default hay các anh chị không trả được payment, thì họ sẽ lấy những cái tài sản trong cái business của các anh chị, cho những cái EIDL loan mà lớn hơn hay mà nhỏ hơn hay là bằng với cả 25.000 đô, thì SBA sẽ không lấy một cái security interest nào ở bất cứ một cái thế chấp nào của các anh chị. Cho những cái mà loan mà 150.000 đô, mà 150.000 đô EIDL, thì các anh chị có liable không? Thì ở đây các anh chị không liable. Họ sẽ lấy cái security interest ở trên cái business property của các anh chị. Và cái EIDL loan này cũng không có cái prepayment fee, các anh chị không phải trả fee gì trước khi nhận loan. Thì cái security interest này thì là gì? Khi mà các anh chị không trả được lại tiền cho họ, thì họ sẽ lấy những cái gì ở trong doanh nghiệp của các anh chị? Đầu tiên là họ sẽ nhìn đến inventory, tức là những cái supply, những cái dụng cụ, những cái vật liệu, mà nguyên vật liệu mà các anh chị mua về để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Thứ hai là những cái công cụ, những cái máy móc mà các anh chị mua. Cái thứ ba là những cái mà các anh chị cho người khác vay, những cái sổ sổ cho vay của các anh chị. Thế là những cái số tiền mà các anh chị cho người khác vay thì họ sẽ lấy được những cái đấy. Thì đây là ba cái chủ yếu mà, hoặc là những cái deposit accounts của các anh chị thì sẽ bị họ lấy nếu mà các anh chị không có khả năng trả lại cho SBA cái EIDL loan này trong vòng 30 năm, thì đây là những cái chính mà họ sẽ lấy. Thì các anh chị dùng cái EIDL loan này để làm gì? Dùng cái EIDL loan này để phục vụ cho working capital thì là những cái gì? Working capital là những cái mà phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của các anh chị. Ví dụ như là fixed debt, như là rent này, tiền utility này, tiền mortgage interest, thì các anh chị có thể dùng cái EIDL loan này để trả cho những cái khoản tiền này. Và các anh chị cũng có thể dùng cái EIDL loan này để trả lương cho nhân viên hay lương cho thợ của các anh chị. Và các anh chị có thể trả một số cái bill mà các anh chị nợ trước đây dùng cái EIDL loan này. Cái EIDL loan này không thể sử dụng để làm việc gì. Các anh chị không thể sử dụng để đầu tư mua một tiệm khác, hay là để distribute cho các anh chị, hay là để các anh chị lấy tiền ra, hay để các anh chị repair tiệm của mình.
hay là remodel đồ tiệm của mình, thì cái EIDL loan này các anh chị không thể sử dụng để làm những cái công việc này, hoặc là các anh chị sử dụng để mua thêm vật liệu máy móc, mua thêm máy móc công cụ thì cũng không được dùng cái EIDL loan này. Vì tất cả những cái hoạt động mà em nói ra ở trên này này, ví dụ như các anh chị rút tiền mặt ra hay là các anh chị dùng cái EIDL loan này để trả nợ cho cái nợ khác của các anh chị, hay là các anh chị dùng để mua bán máy móc hay là dùng để remodel tiệm thì không được, vì đây là những cái hoạt động không phải là hoạt động thường ngày sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp của tiệm mình, nên là mình không được dùng, chỉ được dùng để cho những cái hoạt động kinh doanh sản xuất hàng ngày thì dùng được cái EIDL loan này. Khi mà các anh chị apply mà các anh chị chỉ muốn cái tiền loan advance, cái tiền grant thôi ấy, thì SBA vẫn sẽ email cho các anh chị, vì vì họ không biết là các anh chị apply với các mục đích gì, chỉ có chính các anh chị mới biết được là mình apply cho mục đích gì. Nếu mà các anh chị apply chỉ để lấy cái loan advance này thôi thì SBA vẫn sẽ ngày 1, ngày 2 vẫn sẽ gửi cho các anh chị, đầu tiên là họ sẽ gửi email cho các anh chị để các anh chị create cái portal để có thể vào đấy và review được là các anh chị được cho họ cho vay bao nhiêu tiền. Thì các anh chị nếu mà cần loan thì có thể vào đấy approve, nếu mà không cần loan thì các anh chị có thể ignore cái thì các anh chị có thể ignore cái message này từ SBA. Nếu mà các anh chị ignore trong một thời gian dài tầm 1 tuần hay 2 tuần thì nó sẽ tự động go away, thì nó sẽ tự động mất đi. Nên là các anh chị nếu mà không cần cái loan này thì không phải để ý đến những cái email của SBA mà những cái reminder của SBA để finalize cái loan, thì các anh chị không cần. Thì đây là một cách để các anh chị có thể không lấy cái loan này. Hoặc cách thứ hai là các anh chị có thể gọi điện cho SBA và thông báo trực tiếp với họ là các anh chị không cần cái loan này. Và họ có thể xóa các anh chị trong cái hệ thống của họ. Tất nhiên là cái xóa trong cái hệ thống của họ thì trước trước đấy các anh chị vẫn nên make sure là các anh chị đã nhận được 1.000 đô, 2.000 đô hay 3.000 đô từ cái tiền loan advance trước khi mà anh chị liên hệ với họ để họ xóa các anh chị ra khỏi cái danh sách mà vay tiền từ SBA. Nếu mà 150.000 đô hiện tại thì em thấy là 150.000 đô là số tiền maximum mà họ cho các doanh nghiệp vay. Các anh chị có thể vay hơn hoặc là vay kém, nhưng mà nếu mà các anh chị thấy 150.000 mà là chưa đủ ấy thì mình có thể request SBA để họ cho mình vay tiền thêm. Và cái request này các anh chị có thể submit trong vòng 2 năm sau ngày mà các anh chị nhận được cái 150.000 đầu tiên này. Và vẫn là same same term 3,75% và 30 năm. Nếu thì đây đây nếu mà các anh chị nhìn vào cái screen của em thì cái screen của em ở đây em show cho các anh chị thì là cái bước mà SBA đã gửi hồ sơ đã gửi cái portal về cho các anh chị để các anh chị thiết lập cái portal và để các anh chị có thể finalize cái số tiền mà các anh chị muốn vay. Thì đây 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 là cái mà đầu tiên mà các anh chị sẽ được vào, sẽ được nhìn thấy. Ví dụ như ở đây là họ cho các anh chị vay 16.800 đô này. Thì đây là số tiền maximum rồi. Đầu tiên bao giờ anh chị sẽ nhìn thấy số tiền maximum mà họ cho các anh chị vay. Nhưng mà nếu các anh chị click vào chỗ review and accept the amount thì các anh chị sẽ được dẫn đến một cái màn hình thứ hai là cái màn hình này. Ở cái màn hình này nếu mà các anh chị không muốn mượn đến 16.800 thì các anh chị có thể kéo chuột, di chuột về phía bên phải để vay được số tiền mà ít hơn. Ví dụ như là nếu mà các anh chị cần ít tiền hơn thì mình có thể vay ít tiền hơn không sao. Và như các anh chị cũng thấy ở đây là cái loan breakdown là term là 30 năm, interest rate là 3,75%, payment frequency là monthly, payment start là 12 month after closing như em vừa nói đấy. Ngày nào mà các anh chị finalize cái loan này thì 12 tháng sau cái ngày đấy thì mình sẽ phải bắt đầu trả lại. Và cái payment amount ở đây thì cho cái loan mà 11.100 thì nó là 55 đô một tháng.
Nếu mà các anh chị về sau này các anh chị làm rất là tốt, khoảng độ tầm 1-2 năm sau này công việc kinh doanh phát triển thuận lợi tốt, thì các anh chị có thể trả lại cái loan này tại giữa thời điểm mà không cần phải chờ đến 30 năm mới trả lại. Các anh chị có thể trả lại ngay sau vòng 2 năm, 3 năm, hay 4 năm hay 5 năm nếu mà các anh chị muốn trả lại. Và tại thời điểm đấy các anh chị chỉ phải trả thêm cái tiền vốn và tiền lãi tính tới thời điểm đấy. Ở đây em muốn được nói thêm với các anh chị một cái chủ yếu là tại sao mà các anh chị muốn apply cho cái SBA loan này mà không phải là business loan. Vì hiện tại rất là nhiều cái bank cũng offer business loan cũng với cái rate rất là tốt, ví dụ 3,75% và 4%, và các anh chị cũng đã làm việc cái bank đấy lâu rồi nên nên là mình quen những người ở trong đấy thì mình có thể vay tiền được. Nhưng mà với cả SBA loan thì họ cho anh chị trả lại giữa giữa cái thời điểm, họ không cần phải chờ đến 30 năm các anh chị mới được trả lại, hay phải trả lại trong vòng 30 năm, anh chị có thể trả lại được khi nào mà các anh chị muốn trả lại. Nhưng mà với bank thì nó không như thế. Với bank thì họ cũng rất muốn là làm, họ cũng rất muốn là làm tiền hay là có thu nhập cho họ từ cái interest income của các anh chị, nên là thường là họ sẽ không cho các anh chị trả lại giữa giữa cái quá trình 30 năm này. Và hoặc là nếu mà họ cho các anh chị trả lại thì có thể các anh chị sẽ phải trả thêm một phần nữa là phần penalties, nên là nên cân nhắc giữa bank và SBA, vì có thể là cùng một interest rate nhưng mà cái loan term này nó sẽ khác nhau, vì SBA cho các anh chị trả giữa loan term nhưng mà bank thì không cho các anh chị trả giữa loan term. EIDL compliance thì cái này cũng rất là quan trọng, vì khi mà các anh chị đã nhận được tiền của chính phủ thì cũng đồng nghĩa với cái việc mà các anh chị phải giữ sổ sách của các anh chị rất là sạch sẽ đàng hoàng, và sạch sẽ đàng hoàng để chính phủ có thể review được sổ sách của các anh chị. Nên mà cho những anh chị mà nào mà đã nhận được cái EIDL loan này thì em nghĩ là nên mở một cái bank account, nên mở một cái bank account riêng để có thể keep track cái money này, keep track cái EIDL loan này dễ hơn, và cũng cho các anh chị một cái records mà nó sạch sẽ hơn, dễ trình bày với SBA hơn. Thì mình nên mở một cái tài khoản riêng và bỏ cái tiền SBA này vào. Thì cái SBA thì khi mà các anh chị mở cái tài khoản riêng này, khi mà các anh chị mở cái tài khoản riêng cho SBA này thì cho cái EIDL loan này, thì lúc mà các anh chị làm sổ sách kế toán thì các anh chị chỉ phải show cho họ cái hoạt động sản xuất và kinh doanh ở trong cái tài khoản mà có cái EIDL loan này. Ví dụ là khi mà các anh chị nhận được cái EIDL loan này thì mình sẽ debit cái số tiền ở trong cái EIDL loan bank account, và mình sẽ credit cái loan là 150.000 đô. Và khi mà các anh chị sử dụng cái số tiền EIDL loan này để trả tiền điện nước hay trả tiền rent thì mình có thể debit cái utility, và mình có thể credit cái utility, cái EIDL bank để mình giảm đi cái số tiền đấy. Và cũng tương tự là như thế. Và cuối năm thì với cái EIDL loan này nó sẽ có một cái gọi là interest, thì cái interest expense này có thể được là cái mà các anh chị có thể trừ được thuế. Thì cái interest expense này khi mà các anh chị request SBA thì họ sẽ không cho các anh chị cái số interest expense mà các anh chị đã trả. Các anh chị phải tự keep track cái interest expense này cho chính các anh chị. Nên là cái này là em nghĩ là nên làm cẩn thận khi mà các anh chị làm cái amortization schedule. Tax filing cho cái EIDL loan này thì cái EIDL loan thì nó không phải là cái taxable, mà các anh chị có thể deduct cái expense này
mà các anh chị sử dụng để trả tiền cho SBA, vì cái này nó cũng chỉ consider như một cái loan thôi. Họ không, anh chị không phải, anh chị phải báo cáo trên thuế, nhưng mà nó không show up ở trên cái income statement của các anh chị, mà nó show up trên cái balance sheet của mình. Và như như là em cũng nói ở đây, ở cái bullet point cuối cùng là SBA sẽ không cho các anh chị cái form 1098 interest statement, mà các anh chị phải tự keep track cái interest expense mà các anh chị trả cho SBA. Thì khi mà các anh chị có một cái bank account riêng thế này ấy, để các anh chị keep track những cái income and expense của cái EIDL này, thì nó sẽ rất là tốt, vì các anh chị chỉ phải print out cái bank ledgers của cái tài khoản này để cho SBA họ xem, mà các anh chị không phải show cho SBA cả cái bank ledgers ở cái bank chính của các anh chị, mà gồm rất nhiều hoạt động khác, thì các anh chị không phải bỏ vào. Thì đến đây em xin được chia sẻ với các anh chị những cái bước còn lại của đến đây em xin được chia sẻ cái bước còn lại của cách để mà apply cho EIDL loan. Thì em sẽ được share cái screen mới với các anh chị ở đây. Thì đây là cái màn hình application cho cái EIDL loan. Em cũng đã nhận được rất là nhiều câu hỏi, thường đây thì là apply cho EIDL loan thế nào, mà thường là em cũng apply cho business và apply cho những người mà self-employed thì là khác nhau. Nếu mà các anh chị apply cho business của các anh chị có LLC hay là có C-Corp, thì mình sẽ đánh vào đây applicant is a business with not more than 500 employee. Và ở dưới này thì các anh chị sẽ phải review và check những cái box ở dưới đây. Các anh chị sẽ phải đọc từng câu một và verify là cái này đúng sự thật. Thì đây là cái mà các anh chị phải check cái box này. Nếu mà các anh chị có một box nào mà các anh chị không check được ở cái bước dưới đây, thì mình sẽ không thể nào mà đi đến bước thứ hai được. Thì đây là cho doanh nghiệp. Cái thứ hai mà khi mà các anh chị apply cho cá nhân các anh chị, mà cá nhân các anh chị nhận 1099, thì mình sẽ đánh vào cái box thứ ba này: applicant is an individual who operate under a sole proprietorship with or without employee as an independent contractor. Và mình xuống dưới đây mình cũng apply tất cả các box này và đi đến bước tiếp theo. Thì đây là về cái SBA EIDL loan, mà các cái bước để các anh chị apply.